Xin chào tất cả các bạn, đây là một bàn phím cơ giá rẻ, mình mua chỉ có khoảng hơn 300 một tí thôi. Bây giờ mình sẽ khui. Cái này mình đặt ở một shop ở Hà Nội và họ ship cho mình, mất khoảng 3 đến 4 ngày để mà ship cho tới tận thành phố Hồ Chí Minh. Họ gói cũng khá là an toàn, nhìn cũng khá là ok. Đây, này là họ nguyên. Kéo hơi lục. Đây rồi, bàn phím. Bàn phím. Đây họ không có còn nguyên. Họ không có mất béo gì hết. Đây, tên của nó đây. K2. Giờ sẽ mở ra. Một cái tiêu đặc trưng của bàn phím cơ. Màu đen. Một cuốn sách sách hướng dẫn sử dụng mà. Thông số kỹ thuật mọi người. Có hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng tạo phải. Rồi, đi test bằng phím thôi. Đây là test hiệu ứng của bàn phím FN và thằng này ta sẽ đổi sang chế độ khác. Đây, đổi rồi này. Các bạn nhìn kỹ các bạn sẽ thấy được là cái màu từng một hàng, ví dụ như màu đỏ là nó sẽ màu đỏ, màu cam là nó sẽ luôn màu cam, nó chỉ thay đổi cái hiệu ứng chạy led thôi. Kiểu như sẽ đây xanh dương thì nó sẽ luôn là xanh dương, sẽ xanh lục chứ mình đã nhập đây xanh dương thì luôn sẽ là xanh dương, xanh lục sẽ luôn là xanh lục, nó sẽ đổi cái hiệu ứng thôi. Mình có thể chọn được tăng cái độ sáng hoặc là giảm cái độ sáng này. Đây, FN và bấm trừ. Nó sẽ giảm, tăng, sáng hơn nữa, sáng hết mức. Đấy, nhìn bên ngoài thì lung linh lắm. Vô cam thì có vẻ như không, có vẻ như nó cũng đẹp đấy. Nhưng mà bên ngoài, bên trong cam thì nó đẹp 8, đẹp 9 thôi. Nhưng mà bên ngoài nó đẹp tới 10 luôn. Mình cảm thấy ok. Chúng mình mới mua về thì mình chưa có trải nghiệm bản đồ về độ bền các kiểu thì không biết sao, nhưng mà nghe cũng được, nghe thích tai lắm. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem.